Xuân Quỳnh ghé thăm nhà mình cả nhà. Xuân Quỳnh xin chào cả nhà nha. Hôm nay xuống ghé thăm nhà anh Tính, có bánh dừa, có cây kiển, có đủ thứ, quá trời quà tặng luôn. Của chị Loan tặng chứ. Chị Loan cụ lao bánh tre đó. Nhưng mà cái này Xuân Quỳnh mua. Cái rất ngon, đói bụng rồi. Chị dạ, dạ. Rồi. Rồi cảm ơn Tính nhiều ha. Dạ, dạ. Cái cây kiển về Xuân Quỳnh sẽ trưng lên cho nó đẹp. Dạ, dạ. Đó, cả nhà thấy thấy cái xe Xuân Quỳnh không nè. Đó, hồ tước, hồ sao nè. Cái bưởi nè. Cái này kiển nè, cái này có hột gà nè, bên này có trái mít nữa, có trái mít, trái mít này nó bị dập cái đầu thôi nhưng mà chín rồi, chín rồi, chín nó mới vậy đó. Đó rồi đó, này về chia với anh siêu nhân rồi, gửi cho Tính Mập hai trái bưởi nữa rồi. Mỗi người một chút rồi rồi cái ba nha. Rồi, rồi. Hẹp lại, cảm ơn các nhà rất nhiều nha. Cảm ơn Xuân Quỳnh nha. Rồi, cho gửi thăm, cho gửi là thăm gia đình nha. Rồi, anh Quỳnh rồi. À, cũng cảm ơn anh Khanh đã giúp đỡ nhau. Rồi, vừa đi vừa ăn ngon lắm. Bánh dừa mà, bánh dừa phải vừa đi vừa ăn chứ. Thì mốt ra màu rồi nè. Đẹp quá. Ồ. Cây này hả? Thì giống vậy đó. Thì vô kẽm nó ra vậy. Vừa đi vừa ăn nó mới vừa được. Dạ dạ. Muốn vừa đi vừa ăn nó mới. Cảm ơn anh nhiều nha. Đó thì chiều giờ Xuân Quỳnh ghé nhà cho chuyển quà của các cô chú Mạnh Thường Quân đến đằng cuốn để cho đằng cuốn có gạo thóc. Nói chung là một lát mình mua gạo liền, bây giờ hết gạo rồi. Nãy giờ đi theo khách, nãy giờ tiễn khách về nhà đây là cả nhà. Tính quay vợ mình mà có thằng cu tí của... đó mẹ mình đang cho thằng cuốn ăn cả nhà. Vô còn miếng rồi, nãy giờ ăn quá chừng ăn luôn mà thằng bé vàng này nó đi tiễn Xuân Quỳnh về. Rồi, nó chui được cái lỗ bà ngạch kế nha. Ừ. Nó ngạch đó, xíu lưới. Để cho thằng kia nó ăn. Ăn đi con. Rồi ăn đi. Ăn đi cho ẩm thằng này. Thằng này nó dành ăn quá. Đây trả giá cho mẹ mình. Nãy giờ tụi nó ăn. Đi chơi. Bé nhỏ nhất ở trên đó. Ờ, hai này nó dành ăn nè con. Rồi hai ông dành ăn sao kia nó ăn. Ăn cái bụng canh nữa. Ẩm hai đứa này lại, được không? Ừ, ha.
Ăn đi. Rồi ăn đi. Nãy mình cho tụi nó ăn mới xúc xích rồi cả nhà, nên bây giờ mấy đứa này nó ngán rồi. Mấy đứa này nó thích ra ngoài chơi lắm. Đó, mẹ mình thì đang cho thằng cún ăn. Ăn xong rồi rửa ráy úp lên rồi xong. Nói chung một ngày mà lần quần là hết ngày á cả nhà. Chứ không phải đơn giản. Tối thì đàn cuốn nhỏ thì ở trong, đàn cuốn lớn thì bên đây. Ai sủa? Sủa ai? Sủa tôi hả? Con bóp nè cả nhà. Đó, con bóp. À, cứ dành ăn. Bất hợp tranh thủ ăn hộp cơm rồi ăn hạt nữa rồi cả nhà. À, còn ở ngoài đây mẹ mật đồ dằn kem đồ. Thì ở đây nè. Ủa cơm đây còn nhiều nè, không ăn đi mẹ mật. Nó thì buổi chiều tà rồi. Nó thì nãy Xuân Quỳnh có tặng cho mình hai trái bưởi ăn chơi. Đó, vợ mình chiều hái gì cưng? Xài hả? Có trái nào? Biển Phú nó cửa mà hả? Đó thì buổi chiều mình quay cho bạn xem với Xuân Quỳnh nãy cho ba cái bánh dừa nữa. Ăn bánh dừa không? Ăn bánh dừa không? Xuân Quỳnh cho ba cái bánh dừa nè. Đó. Rồi cái xài người ta để giống đi mốt nó già để giống hái rồi. Đó, vợ mình hái xài rồi cả nhà. Đó. À, cuối mùa còn có mấy trái à. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì cảnh của mình buổi chiều rất là mát mẻ và vui vẻ. Còn trưa rất là nóng nãy nở mệt. Thôi, xin chào cả nhà xem, nhớ chia sẻ video và bấm mình một like cả nhà, để cho kênh mình được nhiều người xem và nhiều lượt xem. Thì có được tăng thêm thu nhập để nuôi đàn cún. Và cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ cho thằng cún có cái mái nhà, có cái sân, có cơm no mặc. Xin chào, cảm ơn cả nhà rất nhiều.